Thổ Nhĩ Kỳ và Nga từng là một cặp kẻ thù không đội trời chung trong lịch sử. Kể từ thời Nga Hoàng Piotr Đại Đế, Nga đã không ngừng nỗ lực giành quyền tiếp cận biển. Đầu tiên, nó đánh bại Thụy Điển trong Đại chiến phương Bắc năm 1700 đến năm 1721 và giành được quyền kiểm soát biển Baltic. Sau đó đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Nam, kiểm soát cảng biển của Biển Đen. Trong lịch sử, hai nước chính là một cặp kẻ thù không đội trời chung. Nay Thổ Nhĩ Kỳ lại chạm trán với Nga. Mới đây, Nga tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã viết thư cho Thổ Nhĩ Kỳ và Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thực hiện thỏa thuận hành lang lương thực Biển Đen mà không có Nga. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Có tin đồn rằng, ngay cả khi Nga không muốn gia nhập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận xuất khẩu lương thực. Vậy Thổ Nhĩ Kỳ có sức mạnh quân sự đáng gờm thế nào khiến ông Erdogan tự tin đến mức dám thách thức Nga ở Biển Đen? Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào hạm đội Biển Đen của Nga. Tàu tuần dương mạnh nhất, cũng chính là soái hạm Moskva ngày 13 tháng 4 đã bị hai quả tên lửa Neptune của Ukraine đánh chìm xuống đáy biển. Không có tàu chiến nào còn lại của hạm đội Biển Đen có lượng choán nước trên 3.000 tấn. Dẫn đầu là hai khinh hạm lớp Privat và ba khinh hạm Prozet 11356. Khinh hạm lớp Privat là loại khinh hạm kiểu cũ từ thời chiến tranh lạnh. Theo tiêu chuẩn hiện nay mà nói thì sức chiến đấu của nó không cao. Hiện tàu chiến của Nga có thể dựa vào chính là ba chiếc khinh hạm Prozet 11356, hiện là những khinh hạm mới nhất của Nga. Chúng đều đang phục vụ cho hạm đội Biển Đen, có lượng choán nước chở đầy lên tới 4.000 tấn, được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng, có khả năng phóng các loại tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa chống hạm khác nhau. Ngoài ra, tên lửa này được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 3x12 đơn vị, có thể phóng tên lửa phòng không tầm ngắn. Đây là lực lượng tác chiến mạnh nhất của Nga trong toàn bộ hạm đội Biển Đen. Sau khi chiếc soái hạm Moskva bị đánh chìm, tàu đô đốc Moskarov đã trở thành tàu chiến chỉ huy của hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, hạm đội Biển Đen của Nga còn lẻ tẻ khoảng 10 tàu tên lửa, lượng choán nước không đến 1.000 tấn, năng lực tác chiến thậm chí còn không bằng tàu tên lửa lớp Đà Giang của Đài Loan. Lấy tàu tên lửa lớp Bayern M mới nhất của Nga là ví dụ, với lượng giãn nước đầy tải là 950 tấn và tốc độ tối đa là 28 hải lý trên giờ. Nó có thể mang 8 tên lửa hành trình cộng với 2 bộ tên lửa đối không, GKS đơn giản. Trong số các tàu tên lửa này của Nga, tàu tên lửa lớp Bayern M vẫn có sức chiến đấu nhất định. Phần còn lại của hạm đội Biển Đen có 6 tàu đổ bộ kiểu cũ và một số tàu tuần tra. Sức mạnh của hạm đội tàu chiến mặt nước thuộc hạm đội Biển Đen của Nga thực sự không cần đến Thổ Nhĩ Kỳ ra tay. Ukraine có thể ngăn chặn tàu chiến Nga tiếp cận lãnh hải của mình bằng cách dựa vào tên lửa chống hạm Neptune và tên lửa chống hạm Harpoon trên đất liền. Tuy nhiên, bộ phận mạnh nhất của toàn bộ hạm đội Biển Đen không phải ở trên mặt nước mà là ở dưới nước. Hạm đội Biển Đen được trang bị 7 chiếc tàu ngầm lớp Kilo. Lớp Kilo là thế hệ tàu ngầm diesel điện thứ 3 của Hải quân Nga sau Thế chiến thứ 2. Nó nổi tiếng chủ yếu là do nó có tính năng hoạt động cực kỳ mạnh mẽ và được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Iran và Algeria. Lớp tàu ngầm này sử dụng hệ thống truyền động diesel điện tiêu chuẩn, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm. Ngoài phóng các loại ngư lôi còn có thể phóng tên lửa hành trình Kalibr. 7 chiếc tàu ngầm lớp Kilo này hiện là vũ khí uy hiếp lớn nhất đối với toàn bộ hoạt động vận chuyển lương thực của Ukraine. Lực lượng hải quân của Ukraine đã cạn kiệt, trong khi tên lửa chống hạm trên đất liền lại vô dụng đối với tàu ngầm. Nếu Nga thực sự muốn cắt đứt đường tiếp tế ở Biển Đen, thì chủ yếu sẽ dựa vào những tàu ngầm lớp Kilo này. Những tàu ngầm này là một vấn đề lớn đối với Ukraine, nhưng đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì lại không hẳn như vậy. Lực lượng của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ gần như là gấp đôi hạm đội Biển Đen của Nga. Hiện tại, sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là tàu tấn công đổ bộ đa năng Anadolu, áp dụng thiết kế tương tự tàu Carlos I của Hải quân Tây Ban Nha. Chỉ là nó được chế tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ, hạ thủy năm 2019 và đi vào hoạt động năm 2023, trở thành soái hạm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu Anadolu dài 231m và rộng 32m, lượng choán nước hơn 27.000 tấn, hành trình liên tục có thể lên tới 9.000 hải lý,
tốc độ ít nhất khoảng 38 km/h. Đường băng trên tàu được thiết kế theo kiểu nhảy cầu, giúp mẫu tiêm kích tấn công hạng nhẹ Huset có thể cất hạ cánh bình thường. Đồng thời nó còn có 6 điểm cất cánh và hạ cánh dành cho trực thăng, có sàn đáp rộng hơn 5.000 m² và nhà chứa máy bay rộng hơn 900 m². Điều này giúp cho tàu Anadolu có thể chở hơn 10 chiếc máy bay trực thăng cỡ trung bình hoặc 8 trực thăng vận tải hạng nặng. Nó còn có nhà để xe hạng nhẹ có diện tích hơn 1.800 m², cho phép con tàu có thể mang thêm trực thăng và máy bay không người lái. Đồng thời, tàu sân bay này có năng lực tác chiến của tàu tấn công đổ bộ, có thể chứa 2 tàu đổ bộ đệm khí hoặc 4 tàu đổ bộ cơ giới. 2 sàn để xe có thể chở các phương tiện tấn công đổ bộ, xe tăng chiến đấu chủ lực và các loại xe bọc thép khác. Thế nhưng điều đáng tiếc là Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể mua máy bay chiến đấu F-35B của Hoa Kỳ. Song trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga vào năm 2021. Bởi thế Hoa Kỳ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi kế hoạch F-35. Thổ Nhĩ Kỳ không những không mua được F-35 mà thậm chí kế hoạch nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 ban đầu cũng bị đình trệ. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Mỹ về nhiều mặt với điều kiện Thụy Điển gia nhập NATO. Một trong những điểm mấu chốt của đàm phán là Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng có được máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ và có kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu 79 chiếc máy bay đạt tiêu chuẩn Block 70, đồng thời mua 40 chiếc máy bay chiến đấu F-16V hoàn toàn mới. Không có chiến đấu cơ F-35B, khả năng tác chiến của các tàu tấn công đổ bộ của Thổ Nhĩ Kỳ giảm đi đáng kể. Để bù đắp lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị trang bị các máy bay không người lái tự sản xuất trong nước cho mục đích này, đặc biệt là máy bay không người lái Bayraktar TB3 mới được phát triển. Máy bay không người lái này được nghiên cứu phát triển trên cơ sở Bayraktar TB3 TB2, có cánh có thể gấp được, được thiết kế để giảm diện tích đổ, tạo thuận lợi cho tác chiến trên tàu sân bay. Bayraktar TB3 có trọng lượng cất cánh tối đa 1,45 tấn, có 6 móc treo bên ngoài. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phát triển các loại máy bay không người lái trên hàng không mẫu hạm. Máy bay không người lái chiến đấu Kızılelma được cất cánh lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, dài 14m, sải cánh 9,7m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 6 tấn và có thể mang trọng tải 1,5 tấn và bay trong 5 giờ. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của các loại máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển không thể so sánh với chiến đấu cơ F-35B của Hoa Kỳ. Biến tàu sân bay hạng nhẹ thành tàu sân bay của máy bay không người lái chỉ là động thái cực chẳng đã của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không có cách nào để so sánh với Hoa Kỳ, nhưng so với nước láng giềng phía Bắc là Nga, thì nó vẫn mạnh hơn nhiều. Nga hiện chỉ là duy nhất một hàng không mẫu hạm đô đốc Kuznetsov thuộc hạm đội phương Bắc, nhưng đến nay nó vẫn đang nằm trong xưởng đóng tàu để sửa chữa. Kuznetsov có thể được gọi là vua bốc cháy hoặc vua bảo trì. Tàu chiến này được khởi đóng từ năm 1983 và mãi đến năm 1991 mới đi vào biên chế. Tuy nhiên, từ cuối năm 1997, nó neo đậu trong bến tàu của hạm đội phương Bắc chờ đại tu. Trong thời gian bảo trì năm 2002, một vụ hỏa hoạn xảy ra. Năm 2003, nó ra khơi thử nghiệm trên biển và lại bị cháy. Năm 2005, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài tập trận. Kết quả là chiếc máy bay hoạt động trên hàng không mẫu hạm bị tai nạn và rơi khỏi hàng không mẫu hạm. Tàu Kuznetsov cứ một thời gian ngắn là lại gặp sự cố. Trong quá trình bảo dưỡng năm 2018, bến tàu nổi xảy ra sự cố mất điện. Hai tháp cần cẩu rơi xuống va vào bon tàu, ù nổi chìm xuống nước. Vào năm 2019, một đám cháy đã bùng phát trên tàu Kuznetsov, khiến một người thiệt mạng và một người mất tích. Năm 2022, con tàu này lại xảy ra một đám cháy khác. Vì vậy, sau khi biết về lịch sử của tàu Kuznetsov, ta biết rằng trên tàu chiến Nga, việc xảy ra hỏa hoạn đã trở thành truyền thống. Năm ngoái, tàu Tuần Dương Moskva đã bốc cháy và chìm xuống đáy biển Đen. Điều này một lần nữa thể hiện đầy đủ truyền thống của Hải quân Nga. Bởi thế, chúng ta không thể quá chỉ trích Hải quân Nga. Cho đến nay, tàu sân bay Kuznetsov vẫn chưa hoàn thành việc sửa chữa và vẫn còn phải chờ xem khi nào nó sẽ quay trở lại hoạt động trong Hải quân. Không chỉ tàu sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn của Nga, mà chúng ta cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh của các tàu mặt nước của nước này. Lực lượng chính hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là 8 khinh hạm Meko của Đức. Meko của Đức là loại tàu tuần dương rất săn đón trên thị trường quốc tế. Nó áp dụng thiết kế và kiến tạo mô đun, vậy nên nó có thể thích ứng với các nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Theo các nhiệm vụ khác nhau, các mô đun khác nhau có thể được mua riêng. Úc, New Zealand, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Đức, Hà Lan và Nam Phi đều sử dụng khinh hạm Meko.
4 khinh hạm Meko của Thổ Nhĩ Kỳ là mẫu Meko 200TN có lượng giãn nước đầy tải 3.000 tấn và tốc độ tối đa 27 hải lý trên giờ, sử dụng 4 động cơ diesel MTU của Đức. Hệ thống vũ khí chủ yếu là 8 tên lửa chống hạm Harpoon và tổ hợp 16 tên lửa phòng không Sea Sparrow. Thành thật mà nói, với tư cách là một chiếc tàu chiến cũ được sản xuất vào những năm 1980, hiệu quả chiến đấu như vậy hiện tại có thể nói là tạm ổn, không quá xuất sắc. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đặt mua 4 khinh hạm Meko cải tiến, chủ yếu để tăng cường khả năng phòng không của mình. Các tàu này sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng 8 đơn vị, có thể mang theo 32 tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không khu vực của chính mình. Hai khinh hạm cuối cùng của lớp này thậm chí còn được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng gồm 16 đơn vị, có thể mang tổng cộng 64 tên lửa Sea Sparrow cải tiến. Khả năng phòng không khu vực như vậy đã là khá xuất sắc, vượt trội hoàn toàn so với khinh hạm 11356 tiên tiến nhất của Nga đang hoạt động. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra kế hoạch sản xuất tàu quốc gia của riêng mình trong 10 năm qua. Tàu khu trục hạng nhẹ lớp Iceland được chế tạo đầu tiên, hạ thủy chiếc đầu tiên vào tháng 9 năm 2008, với lượng giãn nước đầy tải là 2.400 tấn. Điều đáng nói là Ukraine gần đây đã đặt hàng hai khinh hạm lớp Ada. Chiếc đầu tiên trong đó đã được hạ thủy vào năm ngoái. Lớp tàu chiến này có lượng choán nước 2.300 tấn và được trang bị radar đa chức năng 3 chiều Thales của Anh. 8 tên lửa chống hạm Harpoon và 21 bệ phóng tên lửa phòng không Vrim-116. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có 5 khinh hạm lớp Iceland đang phục vụ trong quân đội, đồng thời xuất khẩu 4 chiếc cho Pakistan và 2 chiếc cho Ukraine. Thứ mà Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chế tạo là khinh hạm tên lửa dẫn đường TF-100. Chiếc đầu tiên mang tên Istanbul sẽ được hạ thủy vào năm 2021 và dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Tàu khu trục tên lửa Istanbul có lượng giãn nước đầy tải là 3.000 tấn, tốc độ thiết kế tối đa là 29 hải lý trên giờ và phạm vi hành trình hơn 12.000 km. Tàu được trang bị radar mảnh pha chủ động một mặt do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có thể quét 360 độ. Istanbul được trang bị pháo hải quân 76mm và hệ thống phóng thẳng đứng mới sản xuất trong nước, có thể mang theo 64 tên lửa đối không tầm ngắn Hissar với tầm bắn 25km, 16 tên lửa chống hạm được lắp ở giữa thân tàu. Phía trên nhà kho để máy bay trực thăng ở đuôi tàu được lắp đặt một khẩu súng phòng không tầm gần nội địa, được trang bị pháo 35mm 2 nòng, tốc độ bắn 1.100 phát mỗi phút và tầm bắn 4km. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn có lực lượng tàu ngầm, cũng là tàu ngầm Thai 209 nhập khẩu từ Đức. Với tổng cộng 12 chiếc, lớp tàu ngầm này sử dụng động cơ diesel điện, lượng choán nước chỉ khoảng 1.500 tấn, có thể phóng nhiều loại ngư lôi và tên lửa chống hạm Harpoon. Đây là loại tàu ngầm cỡ nhỏ. Tóm lại, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có một tàu sân bay hạng nhẹ, hơn 20 khinh hạm các loại và 12 tàu ngầm. Nếu đặt năng lực tác chiến như vậy ở Địa Trung Hải thì không thể cạnh tranh với Ý, Pháp và các cường quốc hải quân khác, nhưng có thể được bố trí ở Biển Đen chống lại Nga hạm đội Biển Đen thì như vậy là quá đủ. Hạm đội Biển Đen hiện tại của Nga chỉ có 5 tàu chiến với lượng giãn nước hơn 1.000 tấn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 20 tàu chiến với lượng giãn nước hơn 2.000 tấn. Sức mạnh thực sự của Nga có lẽ chỉ là lực lượng tàu ngầm, 7 chiếc tàu ngầm diesel điện lớp Kilo. Tuy nhiên, 8 khinh hạm lớp Meko của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể mang trực thăng chống ngầm, đồng thời được trang bị hệ thống Sonars SQS-56 có khả năng chống ngầm nhất định. Nếu thực sự muốn đối đầu với Nga ở Biển Đen, e rằng Nga sẽ khó chiếm được thế thượng phong nào. Khi chúng ta so sánh toàn diện sức mạnh của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và Hải quân Nga, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng hạm đội Biển Đen của Nga nếu thực sự muốn khai chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, e rằng sẽ chỉ bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh cho không trở mình nổi. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.